một số nước Đông Âu đã kêu gọi công dân rời khỏi Liban sớm nhất có thể. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông ngày càng leo thang sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas hôm 31 tháng 7. Trong một diễn biến liên quan, ngày 4 tháng 8, hàng loạt các nước như Pháp, Canada, New Zealand, Ả Rập Xê Út, Jordan đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu công dân rời khỏi Liban. Ngoại trưởng New Zealand đã kêu gọi người dân nước này rời khỏi Liban và Iran trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây đang ngày càng xấu đi. Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 3 tháng 8 đã khuyến cáo công dân không nên đi du lịch đến Liban, Israel và Iran, đồng thời kêu gọi công dân rời khỏi các nước này sớm nhất có thể. Bộ này cho rằng căng thẳng có nguy cơ leo thang tại khu vực Trung Đông sẽ khiến việc rời khỏi ba nước này ngày càng khó khăn hơn. Cùng ngày, hãng hàng không LOT của Ba Lan cũng đã thông báo hủy 8 chuyến bay đến Liban và Israel do tình hình an ninh bất ổn tại khu vực này. Bộ Ngoại giao Romania cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự, yêu cầu công dân nước này rời khỏi Liban càng sớm càng tốt trong khi vẫn có các chuyến bay thương mại và đường bay xuất cảnh. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hy Lạp ngày 4 tháng 8 đã kích hoạt đường dây nóng khẩn cấp nhằm cung cấp hỗ trợ lãnh sự, khuyến cáo công dân không đi du lịch tới Liban, đồng thời kêu gọi công dân rời khỏi nước này ngay lập tức. Ngoài ra, một hãng hàng không của Hy Lạp cũng đã thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv cho đến ngày 6 tháng 8 và Beirut cho đến ngày 8 tháng 8 do tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực này. Trước đó, ngày 2 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hungary cũng đã đưa 18 công dân nước này rời khỏi Liban. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Szijjártó cho biết 165 công dân Hungary đang sinh sống tại Liban đã được liên lạc trong vài ngày qua. Sau khi xác nhận rằng tất cả các công dân đều khỏe mạnh, Bộ Ngoại giao đã đề nghị giúp họ trở về Hungary an toàn và nhanh nhất. Cuối cùng, 18 công dân Hungary đã nắm bắt cơ hội và rời khỏi không phận Liban trên một máy bay của lực lượng phòng vệ Hungary. Trong ngày 4 tháng 8, hàng loạt các nước như Pháp, Canada, New Zealand, Ả Rập Xê Út và Jordan đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu công dân rời khỏi Liban. Bộ Ngoại giao Pháp nhận định tình hình an ninh vô cùng bất ổn, kêu gọi công dân Pháp rời khỏi Liban nhanh nhất có thể khi vẫn còn các chuyến bay thương mại trực tiếp và các chuyến bay quá cảnh đến Pháp. Các nước khác cũng đưa ra nhận xét tình hình an ninh có thể xấu đi mà không có cảnh báo, kêu gọi công dân nhanh chóng rời khỏi Liban. Trước đó, Mỹ và Anh hôm 3 tháng 8 cũng kêu gọi công dân rời khỏi Liban. Mỹ yêu cầu công dân của mình ở Liban rời đi bằng bất kỳ vé nào có sẵn. Trong trường hợp họ chọn lại ở Liban, cần chuẩn bị chỗ trú ẩn trong thời gian dài. Bộ Ngoại giao Anh cũng đánh giá căng thẳng đang ở mức cao và tình hình có thể xấu đi nhanh chóng, khuyến cáo công dân rời khỏi Liban khi vẫn còn các lựa chọn thương mại. Căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông cũng buộc các hãng hàng không, bao gồm nhiều hãng hàng không lớn như Lufthansa, Emirates, Air France, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Swiss Airlines, Royal Dutch Airlines phải tạm dừng các chuyến bay tới Liban, Iran và Israel. Trong tin đăng trên trang cá nhân X ngày 4 tháng 8, Ngoại trưởng New Zealand kêu gọi công dân nước này rời khỏi Liban và Iran khi vẫn đang còn có sự lựa chọn. Đồng thời, Ngoại trưởng New Zealand cũng khuyến nghị công dân nước này đang ở Israel cân nhắc xem có cần ở lại quốc gia này hay không. Lời kêu gọi của Ngoại trưởng New Zealand được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao này nâng mức cảnh báo đi lại đến Liban, lên mức không nên đến do tình hình an ninh tại đây đang phải đối mặt với nhiều rủi ro. Bộ Ngoại giao New Zealand cũng cảnh báo các chuyến bay thương mại khởi hành từ Liban có thể bị ngừng bất kỳ lúc nào và việc đi lại ở đất nước này cũng có thể gặp nhiều khó khăn, vì thế kêu gọi công dân New Zealand cần ngay lập tức rời khỏi nước này. Cảnh báo không nên đến Iran cũng được nước này tiếp tục duy trì do ngày càng nhiều người nước ngoài bị bắt tại đây. Cơ quan chức năng New Zealand đề nghị công dân rời khỏi Liban và Iran sau khi xảy ra cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng ở cao nguyên Golan, làm nhiều người Israel thiệt mạng và Mỹ cho rằng lực lượng Hezbollah thực hiện vụ tấn công này. Tiếp sau đó, một lãnh đạo cánh chính trị của lực lượng Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát và vài giờ sau đó, một tướng lĩnh của Hezbollah cũng đã bị sát hại tại Iran. Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel đối với những hành động này. Việc tấn công trả đũa qua lại giữa hai bên đang làm cho tình hình khu vực Trung Đông thêm phức tạp và xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 4 tháng 8 đã có cuộc điện đàm trực tuyến với các đối tác G7 nhằm thảo luận sự cấp thiết của việc xuống thang căng thẳng ở Trung Đông. Ngoại trưởng các nước G7 thảo luận các nỗ lực hiện nay nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, qua đó đảm bảo các con tin được trao trả tự do và gia tăng viện trợ nhân đạo tới Gaza. Các bên cũng thảo luận việc một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể mở ra cơ hội khiến khu vực trở nên hòa bình và ổn định hơn, bao gồm cả ở đường xanh.
đường phân chia ranh giới giữa Liban với Israel và khu vực cao nguyên Golan mà Israel kiểm soát. Ngoại trưởng các nước G7 cũng nhắc lại cam kết đối với an ninh của Israel và kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh xung đột leo thang. Cuộc điện đàm các ngoại trưởng G7 do Italy chủ trì vì nước này đang là chủ tịch luân phiên G7. Tại Venezuela, hai cuộc biểu tình đối lập đang diễn ra. Một, dành sự ủng hộ cho chính phủ và ủy ban bầu cử. Một, ủng hộ cho phe đối lập, phản đối kết quả bầu cử. An ninh đã được tăng cường tối đa trên khắp đất nước, với khoảng 2.000 người đã bị bắt giữ do các hành vi bạo lực phá hoại. Tổng thống Venezuela Maduro cáo buộc 80% số người bị bắt được đào tạo từ nước ngoài. Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela ngày 2 tháng 8 chính thức xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 27 tháng 7 với hơn 6,4 triệu phiếu bầu ủng hộ, chiếm 51,95%, cao hơn ứng cử viên đối lập chính là ông Edmundo Guzalet có hơn 5,3 triệu phiếu bầu, chỉ chiếm 43,18%. Các ứng cử viên khác giành số phiếu còn lại trong tổng số hơn 12 triệu phiếu bầu với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 59,97%. Ủy ban bầu cử Venezuela tuyên bố các cuộc tấn công mạng lớn vào hệ thống bầu cử và các hành vi đốt phá văn phòng của cơ quan này đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc công bố kết quả bầu cử. Tuy nhiên, hôm qua, phe đối lập Venezuela vẫn tiếp tục không công nhận kết quả bầu cử này, cho rằng chính phủ đã tìm cách hợp pháp hóa các phiếu bầu gian lận khi không sớm công bố kết quả. Lãnh đạo phe đối lập bà Machado hôm qua đã đích thân xuống đường biểu tình phản đối kết quả bầu cử, kêu gọi người dân ủng hộ ứng cử viên tổng thống của phe này, ông Edmundo Guzalet. Dẫu vậy, một bộ phận lớn công chúng Venezuela lại xuống đường ủng hộ chính phủ Venezuela theo lời kêu gọi bảo vệ nền dân chủ trước âm mưu chiếm quyền của phe đối lập. Trước người dân ủng hộ, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc các thế lực bên ngoài hoặc được đào tạo từ bên ngoài can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela. Ông cho biết 2.000 người đã bị bắt giữ do các hành vi bạo lực, phá hoại và 80% trong số đó được đào tạo ở nước ngoài. Tổng thống Maduro cũng cáo buộc những hành động tấn công bằng lựu đạn đang được lên kế hoạch thực hiện trong các cuộc biểu tình nhằm đổ lỗi cho chính phủ Venezuela và kích động sự thù hận. Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết. Hiện Venezuela vẫn tiếp tục chịu nhiều sức ép từ quốc tế về việc phải công bố dữ liệu bầu cử một cách chi tiết. Sau G7 và một số nước Mỹ Latin, hôm qua, 7 nước châu Âu gồm Italia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi chính phủ Venezuela minh bạch kết quả bầu cử giữa lúc phe đối lập nước này cho rằng ứng cử viên của họ đã giành chiến thắng. Trong những năm gần đây, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đã đạt được những thành tích nổi bật trong việc phục hồi kinh tế, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội và ổn định chính trị. Trong chiến dịch tranh cử, ông Maduro đã gửi thông điệp đến toàn bộ người dân rằng đất nước đã xây dựng được sự đồng thuận lớn để hướng tới sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, vạch ra tương lai của Venezuela thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược lớn xung quanh các trục như hiện đại hóa nền kinh tế, độc lập hoàn toàn, hòa bình, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, xã hội, chính trị, sinh thái và địa chính trị.